Hôm nay sẽ đưa quý anh chị tới một nền đất đường trục giá chỉ có 930 triệu ngay công viên Hoa Đăng, ngay đường trục phía trước mặt quý anh chị đây. Quý anh chị cùng Linh theo dõi video nhé. Chào cả nhà, quay trở lại với kênh Bất Động Sản của Linh. Hôm nay Linh sẽ giới thiệu với quý anh chị một nền đất ở trục đường song song với trục chính của dự án Cát Tường Phú Sinh, ngay khu dân cư Mỹ Hành Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước mặt quý anh chị là khu toàn cảnh của khu dân cư Cát Tường Phú Sinh. Thì hiện nay Linh đang có một nền đất ngay ở vị trí L3 quý vị, L323 quý vị, L323 bên tay nhìn phía trước mặt quý anh chị đây, bên tay trái là công viên Hoa Đăng nè, và bên tay phải là khu vực này nhà rất là nhiều. Linh sẽ zoom tổng thể cái toàn cảnh cho quý anh chị xem ở đoạn giữa video nhé quý anh chị. Giới thiệu sơ cái vị trí này, thì hiện nay cái vị trí đất này là đường 6m, vỉa hè mỗi bên 2m, con đường này lộ giới 10m. Thì cái nền đất này nó khoảng tầm 4-17 quý anh chị. Hiện nay ở dự án Cát Tường Phú Sinh thì có một số vị trí đất có giá trị cao, đó là những cái nền ở vị trí trục. Trục thì quý anh chị có thể mua cái trục KT11 này. KT11 này, hay là quý anh chị mua cái trục ở ngoài cổng đi vào quý anh chị. Trục ngoài cổng đi vào này. Đấy, những cái trục này là những trục có giá trị, hay là những cái trục TC4 cái đường này quý anh chị cũng có rất là giá trị. Và một cái trục nữa mà rất là nhiều khách hàng săn, đó là cái trục TC5 đi qua công viên Kỳ Quan. Còn lại hiện nay có còn những lốc khác đó, thì quý anh chị thấy nó những là lốc ngắn và bị cắt hai đầu. Cái lốc ngắn bị cắt hai đầu thì cái nền đất Linh muốn giới thiệu với quý anh chị ở đây thì nó là cái trục dài quý anh chị, song song với trục TC5 này. Quý anh chị nhìn thấy là đi từ cái đoạn đuôi của dự án này chạy dọc lên đi qua nền đất của chúng ta và đi về cái hướng công viên bên này. Đây là cái trục dài, và ở phía bên hông của chúng ta có một công viên, ở phía trước mặt cái nền đất của chúng ta cũng có một công viên. Công viên này là công viên Thế Giới Khủng Long, bên này là quỹ đất của trường học. Linh sẽ quay trên cao cho quý anh chị xem ở đoạn giữa video nhé quý anh chị. Đó thì cái vị trí này quý anh chị mua hiện nay giá nó chỉ có 930 triệu thôi, nên cái vấn đề quý anh chị mua cổ đất nó vừa phải và giá trị kinh doanh thương mại về sau nó vẫn rất là tốt. Thay vì hiện nay nếu như quý anh chị muốn mua những cái cổ đất đường trục thế này và những cái đường trục lớn thế này thì hiện nay cũng tầm 1.4 tỷ, 1.5 tỷ một nền trở lên nhé quý anh chị. Những cái nền trục ở phía ngoài này giá trị rất là cao, trong khi đó quý anh chị cũng mua được một cái đường trục trong nhánh nhưng mà giá nó chỉ có đâu đó chưa tới 1 tỷ đồng. Và hiện nay nền đất này đang được bán với giá là 930 triệu bao sổ sang tên nha quý anh chị. Linh sẽ quay thực tế cái vị trí đó cho quý anh chị xem. Và vị trí này thì quý anh chị đi lại rất về thành phố rất là gần này. Và quý anh chị đi ra đường này, đi thẳng con đường này luôn cũng được. Rồi quý anh chị đi ra cái đường này. Đó thì hiện nay cái đường bờ kênh này là cái con đường đi qua khu công nghiệp Đức Thuận. Ngoài này là khu công nghiệp Đức Thuận nha quý anh chị. Ở phía bên này nè, đi về khu công nghiệp Đức Hòa 3 nè. Đó là bên này, thẳng về bên này là về khu công nghiệp Đức Hòa 3. Đó, và khu công nghiệp Đức Thuận ở hướng phía trên này, hiện nay nó đang xây dựng ở cái khu Đức Thuận đang xây dựng ở ngay cái đoạn này quý anh chị. Nguyên cái khu này, cái chòm này hiện nay là đang làm khu công nghiệp, ở bên này có cấp cấm bản nè, quý anh chị có thể đi qua bên này được. Đó, và ngay con đường này quý anh chị có thể đi về thành phố được này, thành phố đi về thêm con đường này. Đó, quý anh chị đi ra con đường này nó khoảng tầm từ chỗ đất chúng ta ra khoảng tầm 2 km là chúng ta ra tỉnh lộ chính, thay vì quý anh chị phải đi ra cái đường cổng ở hướng bên này đi nó xa hơn một đoạn. Lúc này là cái cổng đi vào mà quý anh chị thường xe đi nè. Đó thì đoạn này quý anh chị ra tỉnh lộ chính và quý anh chị đi về thành phố thôi. Nên sẽ quay trực tiếp cái vị trí đó cho quý anh chị hình dung dễ. Phía dưới quý anh chị đây là cái con đường N20 nhé quý anh chị. Con đường N20 này, con đường song song với trục TC5. Linh sẽ quay cho quý anh chị ở phía trên này, quý anh chị nhìn nó rõ hơn. Hiện nay khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, quý anh chị thấy dân cư cực kỳ đông luôn rồi. Hiện nay chúng ta mua về đây, hiện nay chúng ta ở kinh doanh, làm ăn ở khu vực này là được nhé quý anh chị. Và đất của chúng ta nằm ở gần chỗ căn nhà phía trước công viên đó quý anh chị nhìn thấy ở phía dưới đó, mặt tiền con đường chúng ta đang di chuyển đây. Đó thì dọc theo con đường này Linh sẽ quay thực tế ở phía bên dưới cho quý anh chị xem. Hiện nay thì nền đất của chúng ta được bán với cái giá chỉ có 930 triệu cho quý anh chị mua về đây ở một
vị trí gần công viên rất là phù hợp cho quý anh chị. Linh sẽ đưa quý anh chị xem thực tế cái nền đất để quý anh chị xem nó rõ hơn. Đây nền đất ở phía trước mặt quý anh chị đây, ở ngay chỗ cái cây này qua bên tay phải là 4m nhé quý anh chị, ngay chỗ cái anh đang vác bao đi đây nè. Thì quý anh chị xem thực tế hiện nay cái đất này là đã được san lấp hết rồi, và khu vực xung quanh đây hiện nay dân cư ở hết rất là đông nhé quý anh chị. Ở bên tay trái của mình đó là công viên hoa đăng nè, và nhà cửa quý anh chị thấy hiện nay xây dựng rất là nhiều, dân cư ở rất là đông đúc, nên đây là một cái vị trí rất là phù hợp. Quý anh chị thực sự quan tâm và đang tìm hiểu dự án các tường Phú Sinh thì quý anh chị hãy nên ghim lại cái vị trí này để khi nào chúng ta xuống đây chúng ta xem và quyết định. Đây là một sản phẩm rất tốt cho quý anh chị mua ở cũng như mua để dành đầu tư về sau này. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.